cùng thành công xin chào các bạn. Trong chủ đề hôm nay, Ngài Buffett sẽ giải thích quan điểm của ông về Bitcoin, tại sao Bitcoin lại là một bong bóng. Vốn hóa của tiền điện tử đã tiệm cận với Berkshire và Apple vào năm ngoái, và rõ ràng ý tưởng đằng sau tiền điện tử sẽ ảnh hưởng đến các nhóm ngân hàng thông thường, nơi Berkshire là cổ đông. Ông luôn nói rằng ông đã không đi vào quá nhiều chi tiết để có được sự hiểu biết về tiền điện tử. Vậy những yếu tố nào khiến ông cho rằng đó là bong bóng? Ồ, nói chung nó là tài sản phi sản xuất. Bạn biết đấy, nếu bạn mua vàng vào thời điểm khủng hoảng và bạn tính toán tỷ lệ kép trên đó, bạn có thể kiếm 1-20%. Về cơ bản, Bitcoin sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì khác ngoài sự khan hiếm giả định mà bạn biết. Bạn chỉ có thể khai thác rất nhiều, nhưng vậy thì sao? Ý tôi là nó tạo ra cái gì ngoài chính nó? Bạn biết đấy, check là một ý tưởng tuyệt vời. Chỉ cần tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu không có khả năng viết check hoặc chuyển tiền qua ngân hàng mà không có nó. Về bản chất, bản thân nó rất đáng giá. Và nếu nói rằng bạn không thể sử dụng thứ gì đó gọi là check với một mẩu giấy nhỏ, bạn sẽ làm điều gì đó khác để chuyển tiền đây. Tôi nghĩ rằng bất cứ khi nào bạn mua một tài sản phi sản xuất, bạn đang trông cậy vào người khác cũng mua nó, và họ nghĩ rằng họ có thể bán nó cho ai đó để kiếm nhiều tiền hơn. Điều này đã xảy ra, tạo nên bong bóng hoa tulip, và nó cũng đã xảy ra với nhiều thứ khác nhau, theo thời gian, và tất cả đều đi đến một kết thúc tồi tệ. Vào thời kỳ khó khăn, Louisiana được bán với giá 15 triệu USD cho 800.000 dặm vuông. Như vậy chúng ta chỉ trả 20 USD cho một dặm vuông, hay 640 mẫu Anh chỉ tốn 3 xu, hoặc thứ gì đó thật sự tốt để mua. Đó là một giao dịch khá tốt, tuy nó là tài sản phi sản xuất, nhưng nó phụ thuộc vào. Thực sự rất khó. Bạn có thể mua tem, Bean đã làm điều đó. Sưu tập một bộ tem tuyệt vời và cuối cùng bán được nó với nhiều tiền hơn. Nhưng nó phụ thuộc vào việc người khác muốn mua nó, với hy vọng họ sẽ bán được nhiều hơn. Và cứ như vậy, và cuối cùng, bạn không kiếm tiền từ những tài sản hữu ích. Nếu bạn mua một trang trại, bạn ước lượng trồng bao nhiêu trên một mẫu anh, đậu hay ngô, hay bất kỳ thứ gì khác có thể. Và bạn phải trả bao nhiêu cho người nông dân chăm sóc trang trại đó cho bạn, thuế bao nhiêu, và còn bao nhiêu những thứ khác. Bạn kết luận dựa trên những gì bản thân tài sản đó sẽ tạo ra theo thời gian. Và đó mới là một khoản đầu tư. Khi bạn mua thứ gì đó bởi vì bạn hy vọng, sáng mai, khi thức dậy và giá sẽ tăng cao hơn, bạn biết rằng bạn cần nhiều người tham gia vào nó hơn là họ rời đi. Như vậy, bạn và họ đã nuôi dưỡng chính nó trong một khoảng thời gian, và đôi khi là một khoảng thời gian dài, có thể tạo ra những con số phi thường, nhưng cuối cùng họ lại đi đến kết cục dở khóc dở cười. Tiền điện tử sẽ đi đến kết cục tồi tệ, và cùng với thực tế là không có gì được tạo ra theo cách của giá trị từ tài sản. Và bạn còn gặp một vấn đề là nó thu hút rất nhiều kẻ bịp bợ. Đại loại là những người đang cố gắng tạo ra rất nhiều những giao dịch khác nhau hoặc thứ gì đó, mà có lẽ bạn thấy chúng ở đâu đó, nơi mà những nhân vật không mấy xuất sắc nhìn thấy cơ hội để quay clip, ghi hình những người đang cố gắng làm giàu, vì hàng xóm của họ đang trở nên giàu có vì mua thứ này, mà cả hai đều không hiểu rằng nó sẽ đi đến một kết cục tồi tệ. Anh thấy sao, Charlie? Ồ, tôi cũng thích tiền điện tử, ít hơn bạn rất nhiều. Và vì vậy, với tôi, đó chỉ là chứng mất trí. Và tôi nghĩ những người đã từng là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, đi vào giao dịch tiền điện tử, nó thật kinh tởm. Giống như ai đó đang giao dịch và bạn nhảy vào vì quyết định rằng tôi không thể bị bỏ lại bên ngoài được. We're being webcast around the world. I hope some of our stuff doesn't translate very well, actually. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi.